Đời sống chợ đêm hai dâu xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục mấy anh em mình cũng vẫn còn mưa bão mà lâu lắm. Thôi mấy anh em mình cũng không có bán được gì chợ đêm nữa. Được. Rồi mấy anh em cũng xách lưới đi trải nghiệm lại mấy cái điểm cũ mà mình nữa. Nhưng mà mình dân mỗi một bữa nha, nó khác. Chỗ này chỗ kia chỗ nọ cũng điểm gì đó rồi. Quay cho cả nhà cùng xem, chúc cả nhà xem clip đời sống và đêm hai dâu vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, hết nhà làm ăn phát đạt phát tài luôn nha. Đây tiếp tục đại ca mã sa dân nữa. Đại ca mã sa này tại vì sát cá bởi vì nên đại ca mã sa dân về chung trong cái cống á, chung trong cái cống cầu mấy ngoài quay không có thấy, cái này mới chưa ra chung ngay cái cống đường lộ. Mới lúa mặt ra. Đại ca mã sa này sát cá lắm. Cái lưới mấy dài văng mà hổm mà không có vũ cho kéo cho nó sạch, bởi cái này nó dính chì đó. Văng nó lâu. Tiếp tục kiếm cá về muối chiên nữa. Ăn cá muối chiên này ăn riết chắc chết luôn quá. Vì chứ không có buôn bán, không có tiền làm sao giờ đó nha. Đi trải nghiệm đi kiếm cá về ăn chứ làm gì giờ. Nào thì tính theo lúc nấy. Lúc nào bán được thì có tiền thì mình ăn ngon chút. Còn không có đi buôn bán được thì ăn dở một chút. Mưa lầm gầm hai con kinh này nó chạy dọc ra lỗ lớn bên kia luôn, dọc ra lỗ lớn ngoài dọc thốt nốt ngoài sông lớn quá. Con này đi vô ruộng ta, tại cái đường này là đó là ruộng ruộng đồng không à, rồi mở cái đường lộ tránh thốt nốt này để thấy hồn vinh. Liện qua liện cho nằm trên luôn, máng lên cái đầu đài đó rồi liện trên kéo qua đây luôn. Rồi chút xíu xuống rồi mình quay cho cả nhà xem nghe cả nhà. Rồi phụ nữ
rừng kia Phú Gia, trong cái cống Phú Gia thôi nha. Giờ anh xuống thì trùng nhiều cái cống rồi. Thấy hiu quá. Bữa nay không biết đi dần không dính qua bữa nay không biết có dính không đổi điểm không dần bên kia thấy dính qua bữa nay chở qua anh đây không biết thành quả như sao bây giờ tới rồi thấy cỏ không mấy con à cả nhà thấy cuốn khúc lưới mà thấy mấy con mà thấy không liệt phao cho người thấy hiu à trời con cá chép chép nên hồi gỡ thả coi cá chép giúp chép chép còn cái cây nữa đợi cái chục chứ đâu hết đâu vậy đó dài lắm. Ừ. Quá cây à. Lưới này lưới thì dần nhảy dính cây quá rồi cá chép thả đi coi rồi hả mới bước xuống nó giả lên hay dạ không có không có thì biết không dính nó có dính này liệt phao chìm rồi ba con rồi nè ba điều kiện nó phì mấy tình hình sao rồi mấy sao phi chung loại dạng này có phi không à phi với thủy quái không à ngồi phía trước cả nhà em này nhân lưới chúng mưa chạy ra đây ra mà ra mới cuốn đem lại đây con ăn mệt rồi
Đây cũng có đi hơn lâu hơn bao nhiêu cả nhà cho em đủ hiểu hết ha, mình cũng xin phép tiếp cho cả nhà chúc cả nhà cho nước vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc các nhà. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại biết sau. Tạm biệt cả nhà. Bắt tay coi anh mở xa. Anh ơi các bạn nghỉ các bạn ơi, như đây rồi. Như đây đủ ăn buổi chiều.